một trong những cái cây mọc dài, nhìn nó giống như cây ớt, nó có bóng ra nó như bóng tầm bọc mọc dài. Cây cũng là dược liệu, là cây dên trắng, nó to thế này đó. Một trong những cái cây mọc dài gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Một số địa phương thì gọi là cây long đen, nhưng mà bây giờ nó nổi tiếng với cái tính dược liệu và nó được trồng thành các cái vùng trồng để xuất khẩu đi Nhật và các nước. Đây thì nó cũng mọc dài trong farm của mình đây, rất là nhiều quả long đen. Cây long đen một trong những cây dài nhưng mà bây giờ được khai thác làm dược liệu với cái tên là tẩm bóp. Cây rất là to. Thân của nó đây, thân to. Đây, tẩm bóp. Cây tẩm bóp, cây long đen đó. Đằng sau kia là hai cây cây rơm. Người nông dân người ta chất động để chất thành cây để cho trâu bò ăn vào mùa đông. Đây một cây, đây có một cây lớn, cây tẩm bóp. Đây, cây rất là xum xuê. Rất là ấn tượng. Nó cũng giống như cây ớt á, nhìn nó cũng giống như cây ớt, nó có bóng ra nó như bóng. Trái tầm bóp gần cạnh luôn, quả long đen. Nó cũng dùng vào cả cái bệnh về tim mạch, điều trị ngăn ngừa ung thư. Tẩm bóp mọc dài ở đây cũng là một cái cây cũng là dược liệu, là cây dên trắng, nó to thế này đó. Cây dên trắng này nó cũng mọc trong cái động đất này. Cây dinh trắng khủng cành lẫn này không mọc lẫn cùng cây tẩm bóp. Mọc rất là nhiều, nhổ bớt ra. Ồ, còn loài bò lạ chứ. Con bò gì đây? Kiểu bò con cam. Cây đang cây này nó cho quả, cho bông, ra hoa, ra quả liên tục. Cái quả, cái hạt tẩm bóp này nó khi nó vàng nó có thể lấy uống, nó lăn, nó nhiều vitamin C thì phải.
móc tương tương móc hoang đằng xa kia hai cây râm.